mà ca mổ thì hôm nay tổng chung á là rất là tốt. Trong cái ca mổ từ trước tới giờ của anh thì anh đánh giá ca mổ này nó như nào? Thì rồi trước giờ thì mổ thì cũng nhiều rồi, thì gặp cái trường hợp chẳng qua là mấy anh kia anh không nổi tiếng giống như anh này ha, chứ còn mổ này thì nhiều và hầu như họ thuộc lại họ chơi lại nó ra bình thường. Vậy thì anh cũng có chia sẻ về cái khoảng thời gian trở lại của Dũng ấy, thì Thời gian thì thông thường là mổ mấy này là mổ kín bằng yếu xi-an, không có mổ hở thì hồi phục nó nhanh hơn so với dự kiến là cho ban đầu là 1 tháng, thì có thể là tầm khoảng 5 đến 6 tháng để nó hồi phục lại.